tin tức đáng chú ý ngày hôm nay được mang tới bạn bởi kênh YouTube báo Việt Nam Net. Sau đây là những nội dung chính. Mưa đá chút xuống Sơn La, hạt to bằng nắm tay, xuyên thủng mái nhà. Ngày 3 tháng 5 trao đổi với phóng viên Việt Nam Net, ông Lò Văn Đoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Trường Trăn, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La cho biết, trên địa bàn đã xuất hiện rông kèm mưa đá. Trận mưa đá xảy ra vào khoảng 21 giờ ngày 2 tháng 5, gây thiệt hại 6 hecta hoa màu, gần 600 ngôi nhà bị hư hỏng, tốc mái, thủng mái ước tính thiệt hại hơn 1 tỷ đồng. Nhiều hạt mưa đá to hơn quả trứng, thậm chí to bằng nắm tay, rơi xuống khu vực xã Trường Trăn. Trận mưa đá kéo dài khoảng 30 phút, có những viên đá to bằng nắm tay rơi xuống làm hư hỏng mái nhà lợp bằng fibro xi măng. Rất may không có thiệt hại về người, ông Đoàn thông tin. Hiện nay, Ủy ban Nhân dân huyện Mai Sơn đã chỉ đạo nhiều xã thị trấn ra soát thiệt hại, hướng dẫn hỗ trợ các hộ dân khắc phục hậu quả. Trước đó, mưa rông xảy ra vào đêm ngày 30 tháng 4, dạng sáng ngày 1 tháng 5, đã gây thiệt hại về người và tài sản tại một số tỉnh phía Bắc. Được biết, đây là trận mưa đá thứ tư xảy ra trên địa bàn tỉnh Sơn La trong năm nay. Theo báo cáo nhanh của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Cạn, Tuyên Quang, Phú Thọ, Thái Nguyên, Quảng Ninh, mưa kèm rông lốc xét xảy ra vào đêm ngày 30 tháng 4, dạng sáng ngày 1 tháng 5 đã khiến một người chết do xét đánh là ông Mè Văn Tê, 45 tuổi, chú tỉnh Yên Bái. Ngoài ra, mưa gió khiến 1.716 ngôi nhà bị hư hỏng tốc mái, hơn 1.000 hecta lúa, hoa màu, rừng trồng bị ảnh hưởng, thiệt hại.